Nhận định bóng đá soi kèo trận Philippines và Brunei diễn ra lúc 17 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2022. Liệu Brunei và Philippines có vực dậy sau thất bại mối mặt ngày ra quân? Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube team bóng đá nơi cập nhật thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Và các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Ở trận gia quân dù là đánh giá cao hơn nhưng Philippines đã thi đấu đầy thất vọng và phải nhận thất bại 2-3 trước Campuchia. Đó là trận đấu mà nhiều ngôi sao bên phía Campuchia nhưng Seven Clock, Mark Hartman và Jefferson Tabinas, cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Mito, Holy Hawk, đều chơi dưới sức. Vì thế màn tiếp đón của Brunei hôm nay là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Joseph Ferrer chuộc lỗi lầm. Nên nhớ Philippines thường chơi tốt trên sân nhà, đội bóng này bất bại 4 trên 6 trận gần nhất trên sân nhà trước đó. Ngay cả những đối thủ hàng đầu trong khu vực như Malaysia hay Thái Lan cũng đều không hề có được trận đấu dễ dàng mỗi khi hành quân tới Philippines. Lần duy nhất chạm trán Brunei trong quá khứ, đội chủ nhà đã có chiến thắng. Về phía Brunei, cần phải nhắc lại, Brunei là một trong hai đội bóng thành lập muộn nhất khu vực Đông Nam Á. Tính từ năm 1996, họ mới có hai lần tham dự AFF Cup vào năm 1996 và năm 2022. Thực tế, tấm vé có mặt vòng bảng chính thức mùa giải năm nay của thầy trò huấn luyện viên Mario Rivera cũng không quá thuyết phục ở hai trận playoff. Họ khá vất vả mới có thể vượt qua đội bóng tí hon Timor Leste nhờ hiệu số bàn thắng. Cụ thể, Brunei thắng 6-2 lượt đi và thua 0-1 ở trận lượt về. Tính trong 2 năm trở lại đây, đội bóng này thi đấu phập phù với hai trận thắng trước Lào và Timor Leste. Còn lại, họ thua 5 trận trong số 7 trận tại các giải đấu. Rõ ràng dựa trên phong độ hiện tại và trước lên đội hình nhiều cầu thủ chỉ thi đấu trong nước, thầy trò huấn luyện viên Mario Rivera không có nhiều cơ hội sống sót trước đội chủ nhà Philippines. Trở lại với lượt trận thứ hai tại vòng bảng Philippines sẽ có trận đấu dễ dàng trước Brunei và thêm lợi thế sân nhà với tỷ lệ kèo chấp 3. Thầy trò Joseph Feder tự tin có chiến thắng đậm đà để tạo lợi thế trong cuộc đua tìm tấm vé vào bán kết. Cả Philippines và Brunei cùng thất bại ngày ra quân nhưng rõ ràng philippines trắng tay là điều khiến mọi người bất ngờ họ vốn dĩ được đánh giá cao hơn campuchia và là đội có khả năng ngáng đường Thái Lan và Indonesia ở mở vòng bảng nhưng thua trước Campuchia gần như Philippines đã hết cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết chạm trán với đối thủ yếu nhất bảng là Brunei trên sân nhà dĩ nhiên Philippines được đánh giá cao hơn nhiều sàn châu Á chứng kiến việc Philippines sắm vai cửa trên trận này với tỷ lệ chấp ba trái đó là thời điểm ban đầu khi giới cầm cân nảy mực đưa ra đánh giá về cặp đấu này nhưng nhìn vào thời điểm ăn quá thấp của Philippines có thể thấy khi bóng bắt đầu lăn gần như chắc chắn kèo chủ sẽ chấp nhiều hơn ba trái có thể là ba một phần hoặc thậm chí ba trái rưỡi không khó hiểu cho cách nhận định từ giới chuyên môn bởi Brunei tỏ ra quá yếu và xứng đáng là đội lót đường. Ở trận gia quân Brunei thảm bại 0-5 trước Thái Lan. Đây là một kết quả không gây bất ngờ bởi trước đó Brunei từng thất bại trên sân của đội bóng nhỏ Timor Leste. Trong lần đối đầu gần nhất Philippines dễ dàng đánh bại Brunei với tỷ số 3 bàn không gỡ, đó là trận đấu diễn ra vào năm 2013. Còn bây giờ bóng đá Philippines đã có nhiều tiến bộ, khả năng họ sẽ thắng đậm hơn tỷ số 3-0. Brunei không chỉ yếu mà tâm lý đá sân khách còn rất tệ. Đội bóng của đất nước nhỏ bé này toàn thua 10 trận xa nhà mới nhất. Philippines sau thất bại trước Campuchia chắc chắn muốn có một chiến thắng tương bừng để nếu kéo hy vọng cạnh tranh với các đối thủ và lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Trận đấu giữa Philippines và Brunei tại bảng AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2022. Theo bạn giữa Philippines và Brunei đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.